Rồi những ngày qua ai phải sống trong nỗi cô đơn, phó đông tim lạnh lòng say mình anh yêu anh. Giờ em nơi đâu, xin anh trả lời một lần anh đi. Lý do anh ta kết thúc là tại sao? Lùng tìm những ký ức anh thấy lòng mình nghẹn ngào, mà tim nhói đau như đang ngàn ngàn vết dao. Biết vậy ngày xưa ta được chơi, được bơi vào cờ bạc, để giờ đây phải làm muốn ngừng hơi. Nhưng dù có mất tất cả, không được mất chính mình, xây dựng lại cờ người. Ay, yeah, phải có làm thì mới có ăn, đó là tiêu chí hàng đầu. Mới làm có tí khó khăn mà. Lời hẹn ước xưa giờ đây cũng sẽ hóa thừa. Mơ ước bên nhau đành thôi gửi trao người sau đón đưa. Dọn vùng vương trên màu mắt ai, phía xa xăm có tình thở dài. Khẳng sâu mỗi tình không phôi phai. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Hay tôi có số 247 sáng lên trong đêm tối, anh em lên phố trên đôi Jordan. Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần. Mobbing with the ocean, chắc nó cứ lên cao dần. Mở rộng đất à, không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Nụ cười son vẫn biết rằng người, người ta luôn nghĩ em thành thơ. Ok, có thể cách chơi của bạn rất là đẹp, nhưng mà xin lỗi, tôi không biết bạn là ai. Tại vì tôi có vị trí của tôi, không đẹp nhưng mà nó lạ. Đất à, không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Ở đồng đất à, không phải. Chia tay cũng chỉ là vì đam mê phù du, đam mê lợi danh. Em bỏ mặc anh, quay về đây em cầm tay, em không trên đôi vai này. Em nói em còn yêu anh như ngày xưa, em đâu nghĩ rằng anh còn yêu em. Không thấy là hết yêu em rồi, nằm ngồi trong anh sẽ mãi là vết thương không.
anh em chi cốt mày bị đánh là tao chạy. Bá cho mày nút mày bị bá là tao lạy. Đến là tao đón mày mày đụng tao đợi mấy tụi mày báo quê quận 3 thì tao chạy quê quận 7. Mày thích xâm chấp hay là bảo tao phòng 3. Nổ cái địa chỉ mà mày tới tao không ra. Hôm nay tao hiện chứ thương em nào ngại chi đường xa. Anh ước mong sao hai đứa chung một nhà. Dù đường gặp gần anh dẫn em đi. Nhọc nhằn nào đâu xa chi cần ta chú. Năm tuy lên 15 tuổi, mơ làm idol. Ba lô mang là bút viết, một cầm trên tay cây micro. Với nhiệt độ còn nhiều. Tỉnh lại đi cưng, đến khi nào mà cưng giàu có, cưng thành tỷ phú, cưng có thể nuôi em được thì cưng hãy mơ tới em ha.